Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một alcohol mà thở thì thu được CO2 và nước, trong đó có 0,2 mol CO2. Điều yêu cầu chúng ta là hỏi đồng phân của A tác dụng với COH lần là alcohol là CnH2n cộng 2 OH, thì tác dụng oxy tạo ra NCO2 cộng nước. Như vậy số mol của thằng alcohol là đây là 0,1, chuyển qua đây thì mol CO2 chúng ta là 0,1n. Thế để cho số mol nó là bằng 0,2, từ đây rút ra n được là bằng 2. Bằng 2 thì nó là C2H6OH. Chúng ta nhớ cho thầy cái điều kiện như thế này: số C luôn luôn lớn hơn bằng oxy và luôn luôn lớn hơn bằng 1. Từ đây sẽ ra được 2 lớn hơn bằng x và lớn hơn hoặc bằng 1. Sẽ ra x bây giờ có thể bằng 1 hoặc bằng 2. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì điều cầu chúng ta là tác dụng với COH lần, đúng không em? Như vậy chúng ta bỏ đi thằng này vì nó không tác dụng. Như vậy để tác dụng được với COH lần thì phải có hai chất trở lên. Như vậy cái đó nó là C2H6O2 và nó chỉ có một đồng phân duy nhất thôi. Đó là ethylene glycol. Câu đúng ở đây mình chọn là câu D. Hết câu này.